Anh cho em lấy lại hai cái vỏ bình oxy đi anh. Tôi sẵn sàng tặng cho căn nhà anh hai cái bình oxy này luôn. Tôi đăng lên mạng cho biết cái dòng như thế nào rồi, đi cấp cứu là như thế nào. Bây giờ đi cấp cứu là mơ mất quán. Má mày nè. Nè mày, mày nước lộn nè. Nè cái con nhỏ nước lộn nè. Chú mẹ mày nè. Mẹ mày. Tao mất hết tất cả rồi. Mẹ mày. Mày còn thách thức tao nữa hả? Xin á, nói bảo là quá. Nói, nếu mà nói chuyện đồng hoàng có tả cho đồng hoàng. Mày thách thức tao á hả? Con đĩ mẹ mày. Hả? Con đĩ mẹ mày. Hả?